Yeah, cuối cùng mình đã mượn được ạc rồi. Ok đó mọi người nha, hôm nay mình đã mượn ạc của thằng bạn mình S3K1Y. Thì mình sẽ review, không phải là review, mình nghĩ là mình sẽ mượn để mình chơi, mình quay một cái video rất là bình thường thôi. Bởi vì giờ mình cạn ý tưởng quá. Chứ giờ cạn ý tưởng là phải làm gì đó chứ, không làm thì mẹ kênh nát mất. Các bạn hiểu ý mình không? Bạn đang tự hỏi là tại sao giọng mình đang khác, thì mình đang bị cạn, mình bị bệnh các bạn. Level 174. Holy. Thì mình sẽ chơi map này đi. Level nhiêu nhờ? Mình chả biết nữa, thôi vô luôn. Ra là ạc chính của mình còn chưa chơi đến cái map này nữa, sao mình biết trời. Thôi kệ đi. Ok, skill quy à. Có vậy thì auto chết rồi. Một phát cũng auto chết luôn. Chưa e lá gì. E lá gì. Mày. Ôi đúng là ạc khủng các bạn này. Level 147. Chém một phát là em nó đi. Chém phát nào lại em nó chết. Vãi cả nồi, mình chưa hiểu chữ E này là cái gì nhờ. Hồi máu hay là cái gì trời. À hình như hồi máu. Đúng rồi, hồi máu. Nhưng mà mình là chiến binh mà cần nhiều hồi máu. Có 147 dư sức. Auto win. Ơ chưa ấy Sida vậy. Chưa E chưa. Ơ đâu chưa Q. Phi nó khó vãi nồi ra. Ờ đúng rồi các bạn này, chiêu E là hồi máu. Tanh vậy chả sợ chết luôn đó các bạn. Thế này thì auto win game rồi. Phải đợi game ra map mới rồi. Ơ Mày này. Rank con này. Uầy, dễ như trở bàn tay ấy. Map hơi dài nhưng mà không sao, vẫn cân được. Nãy giờ mình chỉ nhịn hết cả đam mà vẫn còn 81k máu vãi nồi, mới mất có 30k rồi các bạn. Bro moment. Uầy, bot gần 700k máu. Vô đây em. Vô đây. À đủ. Được, mày được. Ôi thua thôi, bị nhục các bạn. Hai cái kiếm luôn, thì như mình theo mình biết là như ta. Nếu muốn có hai cái kiếm là phải cấp 40 hoặc là có game pass. Game pass gì á mà mua một phát là xài hai cái kiếm luôn. Cho dù bạn là level bao nhiêu. Ok, khá là nhà này các bạn quyền đúng đấy. Bản quyền là chết kênh tôi mất. Vô đây mày. Chấp luôn, tao hứng hết skill mày luôn, tao hứng hết luôn nè. Đứng im chơi mày luôn. Win. Yeah. Ôi lại được thêm một chiêu hồi máu với một cái gì nè. Làm thêm một ván nữa coi. Thật sự thì video này nhảm vãi nồi ra, chắc chỉ là một cái video review ạc khủng nè. Ạc khủng game Rumble Quest hả? Mình không biết có ông nào hơn cấp ông này không nữa, nhưng mà theo mình thấy là ông này là ông Việt Nam mà có cấp cao nhất trong game này á. Người Việt Nam ấy. Đánh có vài cái là chết à. Bro vãi. Ok, thì cái video này là chỉ là một cái video rất là nhàm, rất là khúm núm và rất là xàm luôn á. Mình làm video này chỉ để review mà cố gắng cho kênh mình không chết thôi. Ok, thì video này chỉ đến đây thôi, thì cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye.